chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta trở lại lớp 1B của cô giáo Nguyễn Đình Nguyệt. Chúng ta được xem và thưởng thức màn đọc diễn cảm câu chuyện Thầy Bói Xem Voi. Sau đây xin mời các bạn. Thầy bói xem voi, năm ông thầy bói mù rủ nhau đi xem voi. Thầy sờ voi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân. Đoạn các thầy ngồi lại bàn tán. Úi nào, tưởng voi thế nào? Hóa ra nó sun sun như con đỉa to. Nói thế cũng lời nói, voi trần sân như cái đọc. Còn càng voi đi, voi bè bè như cái quạt thóc. Các thầy ơi, voi sun sun như cái cột đi. Nói sai hết, voi cua của như cái trổi sạch cùi. Năm thầy nào cũng cho là mình đúng, chẳng ai nghe ai đâm ra thô thát. Thượng chẳng bay, hạ chẳng chân. Anh kia là cố tình mặc áo phục thầy. Câu chuyện chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn nào. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nhé.